thì ở đây thì là loại vô sinh mà thường trước đây ấy, thì người ta mổ dọc. Thì người này hiện tại là để hai đứa con, một cái thì mổ dọc và một cái thì nam. Cái mổ dọc này á thì không có cái di chuyển nhiều hơn là để xem mổ ngang, bởi vì mổ dọc này nó chỉ ảnh hưởng đến một cái kinh mạch đó. Còn mổ ngang thì nó ảnh hưởng đến cái kinh mạch ở đây. Thì những cái sẹo, nhưng chỉ cần những cái sẹo nhỏ này này, cái sẹo mổ vượt thừa với cái sẹo mổ bằng quang này đấy, nó đã cắt kinh mạch rồi lại như vậy này. Theo tổng kê của Bộ Y tế Đức, cái tình hình thời điểm tháng 6 năm 2056 thì mình một cái gần đây là 50%. Nhưng mà ở Việt Nam thì sao? Thì cả nhà phòng tôi không có. Nhưng mà lúc báo cáo vì lúc báo cáo cho mọi người là theo tính tộc thành phố của chúng tôi, bọn tôi làm việc với một chúng ta giáo sư tài khoa và chỉ từ một chuyến này là địa phương lớn rồi nhưng mà không phải người nào biết. Thì cái tiền đề mà để có từ một chuyến đi vô thì cũng được ở Việt Nam có cái cảm thấy nào, nhưng mà càng ngày thì càng nhiều lên. Tôi nói dòng này mọi người nghe được không? Cái sẹo màu xanh là cái sẹo nó cắt ngang ở bên đây này. Nhưng mà những cái sẹo mà có bên này á là phù đỏ hình như rất là lớn. Thì cái sẹo màu ngang ở bên đây thì nó sẽ chỉ cho nó cắt cắt đứt những cái mạch ngang. Cái sẹo màu xanh đây là dài ngang mình cắt từ dưới cái mạch. Đây là một cái sẹo cắt ngang toàn bộ cái vùng dưới. Sẹo này không phải là sẹo màu xanh, mà sẹo này là sẹo mờ. Cái sẹo này nào mờ, nhưng mà cái sẹo nào mờ này mặc dù nó rộng nó cắt đến cái mạch nhưng mà cái di chuyển của nó không nằm ở màu xanh, bởi vì nó chỉ mổ ở ngoài thôi. Còn cái sẹo màu đỏ thì đây là chỉ tôi sẽ chỉ cả cái kinh mạch nó bị cắt đứt. Và những cái vết sẹo này của cái phụ nữ thì thường hay gặp mà hay mắc phải nhiều nhất này. Đầu tiên là cái sẹo mổ cổ nó cắt nó cái nhâm. Cái sẹo cùng đầu đấy cũng ảnh hưởng đến cái kinh mạch đây này. Sẹo mà mổ lông ngực các mổ tím rồi đó. Đấy, cái sẹo mà mổ ngực mà giống như là bị ung thư hoặc còn những cái các đồ silicone hay siêu năng lượng hơn. Cái sẹo này là cái sẹo mổ mật sẹo mổ ngực thưa và cái sẹo này là sẹo mổ xương. Mọi người nhìn thấy những cái sẹo này là chỉ ảnh hưởng cái đường kinh mạch này đấy này. Nhưng ngay nó cũng chỉ là hình dường hòa phá đơn ở đây thôi. Nhưng mà riêng cái mèo màu xinh á, mèo màu xinh á, là nó cắt đứt cả cái trục lưng kinh mạch từ dưới lên. Cho nên vì sao cái sẹo màu xinh là tôi đặt đây là nó là sẹo ác quỷ. Vì bởi vì cái di chuyển của nó nguy hiểm quá nên đặt gọi là sẹo ác quỷ. Và cái tên sẹo ác quỷ này là trở thành tên ở trong ở bên kia là gần như là tên ở trong khoa. Thì bây giờ là chuyển sang các cái di chuyển của sẹo. Thường là những cái như vậy, của sẹo giống như là có những cái hội chứng này, nhức đầu chóng mặt, xoay sẩm mặt mày, mất ngủ kinh niên trầm cảm, khủng hoảng tinh thần tâm lý. Trong cái khoảng là về tinh thần này là tôi sẽ giải thích nguyên nhân vì sao nó sẽ xảy ra như thế. Nhưng mà mọi người sẽ từ ở đây là con là ở Việt Mũ hay cả đó. Sẽ trong đây nó có một cái là tôi bên kia tôi hay thương tôi hay nói là những cái người của phụ nữ của một cái theo người chiến là đều không những ông chồng là trở thành anh hùng đấy. Bởi vì những người là chân là cái tính tình nó thay đổi.
vì nó đã có nổi thì chắc là nổi nhiều. Hoặc là khi tỉnh tinh là ở những cái đồng tinh không có căn cứ, hoặc là những gần như kiểu khoáng tử này, và tính vào những cái gì không có gì cả mà tính một cách rất buồn tính. Vì do tính vào đạo Phật thì họ sẽ tính một buồn nhiệt và buồn tính ấy. Và cả có đặc biệt là cái sự thay đổi về tính tinh đặc biệt là nó. Và nhiều lúc có thể là họ một cái bất xúc gì đó, họ có thể vung ra những cái lời rất là xúc phạm hoặc là rất là phủ phàng. Nhưng sau đó họ sẽ ân hận, bởi vì những lúc mà không kiềm chế được cảm xúc ấy. Thì sau đó lại ân hận không thể tiếp tục. Cho nên là lúc mà bọn tôi được tiếp xúc với bệnh nhân, họ sẽ một chút này đều bao giờ cũng chồng như thế. Và cả hai bên đều phải thông cảm, là người chồng cũng kiềm thông cảm. Rồi đôi khi một cổ chấp vào những cái lời nói mà những người mà được trèo mổ hai ba mà bắt đầu hai ba lần mổ mà bắt đầu có những cái di chứng khủng hoảng tinh thần á, chuyện này xảy ra thì người chồng cực kỳ thông cảm, người không nó tùy theo tình trạng cơ địa của người. Người nào mà chơi thể thao, bơi lội, chơi thể thao bao nhiêu á thì cái tư vật cũng nó được chậm, nó được chậm hơn là những người. Và những người mà chơi thể thao cũng đặc biệt như yoga đó thì cái triệu chứng này rất là chậm, nhưng mà nó tàn triệu chứng của hội chứng bên ngoài thì rất là nhanh, nhưng mà cái hội chứng bên trong thì rất là dễ tăng những nguy cơ cao hơn, bởi vì mình không có cái sự bảo lưu như là vì như đau đầu, đau chỗ này, đau chỗ kia mình biết, mình đi khám người ta biết. Ví dụ như đau chỗ này, đau chỗ kia người ta đi khám thì người ta soi thì cũng không bùng vào cái này cái kia rồi. Vì những người đó là không có cái tăng này, nó lâu dễ khó phát hiện. Không, tập yoga tổ chức. Vì những người chơi thể thao bơi lội và những người có cuộc sống lành mạnh và tươi vui, những người mà hay cười nói buồn bã đó nữa thì là cái nó chậm đó. Bởi vì khi ấy là cái tinh thần, cái sinh khí nó hoạt mạnh hơn thì nó giảm. Và cái vùng đau đầu mà dữ dội nhất họ thường gặp mà nó dần dần ở như này. Và đặc biệt là cái vùng hầu như khoảng độ 70-80% người mổ sinh đều bảo đau cái vùng vai này. Và đau cái vùng vai để nó chỉ là đau vùng vai này và không có khả năng điều trị, dây vẫn chống trụ chỉ đợi một vài ngày xong rồi bị đại. Đây là những cái gì mà hay đau thôi. Trên đầu nhìn xuống. Và đặc biệt là cái vùng này, những cái vùng hai đau nhất là cái vùng này, những cái điểm này, nó vì sao lại chỉ được cái giải thích bởi vì các cái đường kinh mạch.